Sau 30 năm đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lược, nỗi đau chưa dứt, mất mát chưa nguôi, dân tộc Việt Nam lại buộc phải bước vào một cuộc chiến trận mới, tàn khốc, đầy máu và nước mắt. Đằng sau cuộc chiến này là thảm họa diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Khmer Đỏ, cướp đi sinh mạng hơn 3 triệu người Campuchia và hơn 3 vạn người Việt Nam. Là mưu toan chia để trị nhân dân ba nước đồng dương của các cường quốc. 4 năm nhẫn nhịn tìm kiếm hòa bình, kiên trì đối phó với xung đột và chiến tranh biên giới. 10 năm gian khổ hy sinh để cứu giúp và hồi sinh đất nước Chùa Tháp từ họa diệt chủng. Trong bao giây cấm giận và chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang vì tình nghĩa quốc tế vẹn toàn, trong sáng, thủy chung, và ý chí của một dân tộc kiên cường đã bước qua mọi khó khăn, thử thách để khẳng định trước thế giới quyền bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở hướng Tây Nam tổ quốc Việt Nam. Đất nước Campuchia hơn 3 thập kỷ sau ngày thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cuộc sống thanh bình đã trở lại. Và thời gian cũng đã xóa nhòa mọi dấu vết về một vùng đất của xác chết, của quan tàn đổ nát năm nào. Thay vào đó là những dãy nhà khang trang, những công trình được xây mới và những con phố đông vui, tấp nập. Đã có nhiều người Campuchia được sinh ra trong thời bình, đưa dân số quốc gia này lên gần 15 triệu người, gấp 3 lần so với thời điểm năm 1979. Dù còn nhiều gian khó, nhưng người dân Campuchia đã thật sự được hưởng những quyền cơ bản của công dân một quốc gia độc lập. Đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Điều mà dân tộc họ đã không có được dưới chế độ Khmer Đỏ. Nền tảng của xã hội mới này bắt đầu từ công cuộc hồi sinh thần kỳ của cả dân tộc Campuchia trong thập niên 1980 của thế kỷ 20. Khởi đầu của sự nghiệp tái thiết đất nước Campuchia là bản Hiệp ước Hòa bình, Hữu nghị và Hợp tác toàn diện 25 năm đã được ký kết ngày 18 tháng 2 năm 1979. Theo cam kết của mình, chính phủ Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia một sự giúp đỡ tận tình trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng nền độc lập, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngay trong tháng 2 năm 1979, Việt Nam đã tổ chức xong hệ thống chuyên gia giúp bạn Campuchia, gồm ban B68, giúp bạn xây dựng bộ máy chính quyền các cấp và các đoàn thể quần chúng, đoàn chuyên gia quân sự 478, đoàn chuyên gia an ninh K79. Ngoài ra, còn có các đoàn chuyên gia của các tỉnh thành và của quân tình nguyện Việt Nam. Coi như là mình phải làm lại từ đầu. Mình chuyên gia biệt trong như thế là lệnh của Trung ương Đảng và Chính phủ, như vậy là huy động như vậy là trên 2 vạn chuyên gia. Thì như vậy là các bộ ngành nào phải lập một đoàn chuyên gia, và với cấp thứ trưởng, với cấp thứ hai là lâm trưởng, còn tỉnh thì với cấp thứ hai là lâm trưởng. Như thế là một cái hệ thống, như thế là các huyện, các tỉnh và trung ương đều có chuyên gia. Đối với các nước á, làm chuyên gia cho một nước khác thì họ chỉ làm chuyên gia là thấp nhất đến cấp tỉnh đến cấp tỉnh thì trở lên. Thế còn bộ đội Việt Nam sáng đó làm chuyên gia cho bạn là chuyên gia xuống mãi dưới đại đội, dưới trung đội, dưới phúng, dưới xã, những vùng sâu vùng xa. Thực đúng là thực hiện 3 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Quân tình nguyện Việt Nam đã tham gia vào công cuộc hồi sinh đất nước Chùa Tháp từ những ngày đầu lợp lá, dựng nhà, giúp người dân Campuchia hồi hương, làm lại cuộc đời. Một sứ mệnh cao cả được bắt đầu từ những hành động bình dị, thiết thực nhất, góp phần xây dựng lại hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia, làm tiền đề vững chắc
cho nền độc lập của đất nước Campuchia mới. Sau chế độ diệt chủng Pol Pot, tất cả được bắt đầu lại từ con số 0 tròn chỉnh, bằng chính ý chí và nghị lực phi thường của dân tộc Campuchia với sự giúp sức của Việt Nam. Hầu hết giới công nhân lành nghề Campuchia đã bị Khmer Đỏ tàn sát, nên chính phủ Việt Nam đã phải huy động hàng ngàn công chức và kỹ thuật viên sang nước bạn để khôi phục lại hệ thống điện nước, tiến hành sửa chữa những tuyến đường giao thông huyết mạch, khôi phục tuyến đường sắt quan trọng Phnom Penh - Kampuchea và Phnom Penh - Bắc Tam Bang, phục vụ cho công tác cứu đói, cứu đau, vận chuyển hàng viện trợ. Nhà báo Winfred Bouchet nhận xét, các chuyên gia Việt Nam đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở mới mẻ đó. Không chỉ đóng một vai trò sống còn trong sự hồi sinh kỳ diệu của nhân dân Campuchia, mà họ còn thể hiện vai trò ấy một cách vô tư, trong sáng. Người Việt Nam ta cũng là, sang đấy cũng là đại diện cho một dân tộc Việt Nam. Mà đại diện cho dân tộc Việt Nam thì chúng ta thực sự phải là tấm gương cho họ học tập. Và như báo công nói, phải tâm phục, khẩu phục. Mình gian khổ lắm. Các anh chị biết chúng tôi là ngôn ngữ bất đồng, không biết tiếng. Thế bây giờ làm sao để mà giúp bạn, để bạn hiểu mình. Trực tiếp tham gia tăng gia sản xuất kinh doanh, cấy lúa, trồng lúa, thu hoạch, có thời gian thì vẫn giúp dân được đó. Rồi là huấn luyện y tá, đào tạo y tá, y sĩ trong như thế. Rồi cất các cái bệnh xá, các cái trường học. Trải qua cái gia đình người ta hy sinh rất lớn, coi như chết gần hết, cho nên họ cũng phải quyết tâm đứng lên để bảo vệ họ và xây dựng lại đất nước của họ. Thế thì ta lại có cái tình cảm quốc tế trong sáng, gặp nhau mới tạo nên cái lòng tin vào nhau, mới xây lên được. Nông nghiệp là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu để giải quyết tình trạng thiếu đói và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Một năm sau ngày giải phóng, trên những cánh đồng quang lạnh như những bãi tha ma và những thôn xã tan nát ngày nào, dưới sự hướng dẫn tận tình theo hình thức cùng học cùng làm của bộ đội và chuyên gia Việt Nam, nông dân Campuchia đã tạo nên những cánh đồng lúa bạc ngàn. Đi cùng với quá trình khôi phục sản xuất là một cơ cấu nông thôn mới được hình thành theo hình thái tổ chức, tập thể trong sản xuất, cá nhân trong sinh hoạt. Việc Khmer Đỏ tàn phá ranh giới đất đai, sát hại phần lớn lao động nam giới đã khiến cho hình thức tổ chức sản xuất tập thể trở thành sự lựa chọn phù hợp với tình hình khó khăn của đất nước Campuchia những năm sau nạn diệt chủng kinh hoàng. Mùa vụ năm 1980, sản lượng lương thực thu hoạch đạt trên 700.000 tấn, đủ để giúp Campuchia không cần đến viện trợ lương thực của nước ngoài. Năm 1982, tăng lên gần 1,5 triệu tấn, và đến năm 1983 đã có thể xuất khẩu lương thực, góp phần làm nên một nông thôn mới đầy sinh khí trên đất nước chùa tháp. Có những hạt giống được nông dân Việt Nam chắt chiu, dành dụm và sẻ chia với dân tộc láng giềng, vượt qua thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử Campuchia. Đi lo từng là hột lúa, lo từ là cái hạt giống để mà cho dân trồng, dân ăn, cứu đói, cứu đau, đủ mọi việc. Nhà cửa, chăn nuôi, cái gì Việt Nam quân đội này đều làm cho người dân. Mình cứ tưởng là thì dân tộc mình bây giờ là sau bao nhiêu chiến tranh như thế thì sa sút lắm, không thể làm được cái gì như chị nói. Đại thể thì rất nhiều anh em như thế. Nhưng mà tôi không ngờ là hồi đó là tôi trực tiếp tôi chỉ đạo. Không ngờ là tôi đặt ra vấn đề gì là đất nước mình là đáp ứng được hết, chả thiếu gì hết. Tôi nói đây bây giờ thóc giống vậy, mình thiếu như thế, mình ăn bo cái thứ thế, nhưng mà họ cần thóc giống. Thế là mình có thóc giống rồi, thế mới hay chứ. Thế chứ dân tộc mình nó vĩ đại như thế chứ. Trong lĩnh vực công nghiệp, 60 nhà máy đầu tiên tại Phnom Penh
và một số xí nghiệp ở các thành phố, thị xã khác đã được các kỹ sư, công nhân Việt Nam giúp khôi phục và đưa vào hoạt động trở lại. Nhưng việc chính quyền Pol Pot thủ tiêu toàn bộ bộ máy quản lý và kỹ thuật lành nghề, thậm chí cả những người biết chữ, đã gây khó khăn ghê gớm cho việc tìm kiếm nguồn nhân lực thay thế để tiếp quản, vận hành các nhà máy xí nghiệp và các cơ sở kinh tế khác. Thêm vào đó, số ít ỏi những trí thức Campuchia sống sót tìm mọi cách ra nước ngoài hoặc ẩn mình càng làm cho tình trạng thiếu hụt nguồn lãnh đạo trở nên tồi tệ hơn. Đây được xem là tình trạng khó khăn chung của toàn xã hội Campuchia lúc bấy giờ. Phải mất thêm vài năm kiên trì phát hiện, xây dựng và đào tạo dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia Việt Nam, một thế hệ cán bộ quản lý và công nhân lành nghề Campuchia mới ra đời, tiếp quản quyền điều hành các ngành nghề kinh tế của đất nước Campuchia. Ý thức tầm quan trọng sống còn về công tác cán bộ trong nhiệm vụ giúp bạn Campuchia xây dựng một đất nước tự lực, tự cường và tự chủ. Chuyên gia Việt Nam đã mở các lớp tập huấn cấp tốc về kỹ năng quản lý, lãnh đạo theo phương châm vừa học vừa làm. Hàng ngàn người Campuchia cũng được tuyển chọn gửi sang Việt Nam đào tạo về y tế, ngân hàng, ngoại thương, vân vân. Giai đoạn đầu, Campuchia đã học theo khuôn mẫu tổ chức cán bộ của Việt Nam vì rằng đây là quốc gia duy nhất trực tiếp giúp đỡ họ. Nhưng như ông Ngô Điền, trưởng đoàn cố vấn Việt Nam khi đó phát biểu, chúng tôi sẽ phải hy sinh nhiều để giúp họ và chúng tôi sẽ làm như vậy. Nhưng do tình trạng gần như thiếu hoàn toàn cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật, chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong mối quan hệ giữa các chuyên gia và kỹ thuật viên với những người Campuchia mà chúng tôi sẽ đào tạo, để rồi cuối cùng họ phải tự mình làm lấy. Xây dựng lực lượng của bạn này là rất quan trọng. Cách mạng của bạn có thắng lợi hay không là do cái thành công của ta xây dựng. Mà xây dựng lực lượng của bạn là phải theo phương châm của mình là đầu đó là ta làm, bạn học, tức là giúp toàn diện. Bước thứ hai là ta bạn cùng làm. Bước thứ ba là bạn làm ta giúp. Thì chính cái phương châm này ta đã đạt được. Mà đúng là thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ là giúp bạn là tự giúp mình. Trong thời kỳ đầu đất nước Campuchia mới được giải phóng, công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân gần như được giao phó cho các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam trên các địa bàn đứng chân đảm nhận, với mạng lưới xuống đến tận các phung, xã, các vùng sâu, vùng xa. Vì sao được sự hỗ trợ của Việt Nam, các bệnh viện và trạm xá dần được khôi phục và mở lại trên khắp đất nước Campuchia, do các bác sĩ quân dân y Việt Nam cùng một số bác sĩ Campuchia đã may mắn sống sót qua thời kỳ Khmer đỏ phụ trách. Tính đến tháng 6 năm 1980, Việt Nam đã giúp Campuchia xây dựng và trang bị lại tổng cộng 3.600 giường cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, cung cấp 400 cán bộ y tế, trong đó có 200 bác sĩ, cùng hàng ngàn y tá và dược sĩ, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Campuchia trước khi nguồn nhân lực mới trong lĩnh vực y tế được phục hồi và xây dựng lại. Trên lĩnh vực văn hóa giáo dục, một viên chức chính quyền Campuchia phát biểu, toàn bộ nền văn hóa thực tế đã bị xóa bỏ trong thời Khmer Đỏ. Những trẻ em, những thanh thiếu niên đã từng bị cái gọi là cách mạng văn hóa của Pol Pot, Yên Sari đầu độc nặng nề, phải trở lại làm những người Campuchia với một nền văn hóa Khmer thật sự. Và sự trở lại đó phải được bắt đầu trên ghế nhà trường, nơi những em bé trong các trại mồ côi do bộ đội Việt Nam xây dựng, hay những người dân sống sót qua thời kỳ Khmer Đỏ đều có quyền được học hành và được tiếp xúc với nguồn tri thức vô tận của thế giới để bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn.
cùng với văn hóa, giáo dục, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng cũng dần được phục hồi. Dưới thời Khmer đỏ, do chính sách diệt đạo và xóa đạo tàn nhẫn, hơn 20.000 nhà sư đã bị sát hại. Tất cả các sư sãi còn lại bị cưỡng bức hoàn tục và bị đày đọa trong các công xã nông thôn. Từ con số 0, sau hơn 3 thập kỷ, Phật giáo Campuchia đã có những bước phát triển mạnh mẽ với khoảng 95% dân chúng theo đạo Phật. Trong sự hồi sinh kỳ diệu của Phật giáo Campuchia, có sự góp sức của các chư tăng giáo phẩm Phật giáo Việt Nam những ngày đầu sau giải phóng. Sau diệt chủng Pol Pot thì mời một cái đoàn các vị lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam, mà lúc bấy giờ đặc biệt đó là cái Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Việt Nam sang để mà giúp phục hồi lại tăng tướng cho Phật giáo Campuchia. Chúng tôi đến thì hoàn toàn có thể nói là trống vắng, các cái ngôi chùa không bóng dáng nhà sư, thậm chí vào ở trong cái chánh điện đó thì xin lỗi quý vị, trong đó cũng có một cái vài chùa đến thì ngay cả tượng Phật cũng bị đập nát, và thấy cái đầu Phật có quăng ra ở ngoài cái đường đi đó, và vào bên trong thấy là thật là đáng tang thương lắm. Phật giáo Campuchia thời gian qua cũng đã phát triển không thua kém so với sự phát triển dân số Campuchia. Dân số Campuchia ngày nay có tới 14 triệu người, so với 7 triệu người thời điểm giải phóng ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Chùa chiền lúc đó cũng chỉ có 2.000 ngôi chùa, đến nay đã tăng tới 4.030, gần gấp đôi so với trước. Đi cùng với việc phục hồi kinh tế, văn hóa, xã hội, hệ thống chính quyền cách mạng non trẻ của Campuchia cũng từng bước được xây dựng, củng cố sự kiểm soát ở các vùng trung tâm, vùng phía đông, phía tây đất nước. Theo nghiên cứu của Grant Evans và Kevin Rowley, đến năm 1982, sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Campuchia đối với phần lớn đất nước đã trở nên chắc chắn. Đó thực chất là một chính quyền Khmer được vũ khí Việt Nam bảo vệ và chỉ có viện trợ của khối Xô Viết ủng hộ. Vì thế, không có gì là lạ nếu nó liên kết chặt chẽ với Việt Nam và Liên Xô. Quan điểm của các lãnh đạo Việt Nam đã được khẳng định dứt khoát ngay từ đầu rằng người Campuchia phải tự quyết định lấy tương lai của họ. Việt Nam chỉ làm điểm tựa để dân tộc Campuchia tự lực hồi sinh. Mỗi tiểu đoàn tổ chức ra một đại đội công tác với cái đội quân của là bạn. Thế thì ở cái cấp huyện, rồi là ở dưới phum xã đó thì là xây dựng cái tổ đoàn kết. Thế trên cơ sở xây dựng cái tổ đoàn kết đó, sau này mới tổ chức thành, chọn cái trong cái đó ra mới thành lập chính quyền. Trong thời kỳ Việt Nam có mặt ở Campuchia, chúng tôi có quyền tự quyết tất cả. Vì vậy mà người ta nhìn thấy việc Campuchia thực hiện nền kinh tế thị trường trước cả Việt Nam. Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới thời kỳ ngài Nguyễn Văn Linh sau này. Như vậy, Campuchia thực hiện kinh tế thị trường trước cả Việt Nam tiến hành công cuộc cải cách. Việt Nam thời điểm đó đã làm cho chúng tôi hết sức kính trọng. Họ không chỉ là tấm gương lúc đó, mà cả đến lúc này, cũng như cho các nước khác và các tổ chức quốc tế khi đến Campuchia. Ngày 1 tháng 5, 1981, Campuchia tổ chức tổng tuyển cử trên toàn quốc. Tất cả các công dân đều có quyền ra ứng cử dựa trên những đóng góp của họ với xã hội và trong công cuộc tái thiết đất nước. Qua vòng sơ tuyển và được bầu chọn ở cấp quận, huyện, các ứng viên sẽ tham gia vào cuộc tranh cử toàn quốc để chọn ra 117 đại biểu quốc hội lập hiến. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí ngày hội rực rỡ cờ hoa, và các nhà báo nước ngoài đã tỏ ra ngạc nhiên
về mức độ an ninh tuyệt đối của cuộc bầu cử mà không cần đến sự bảo vệ của bộ đội Việt Nam. Wilfred Burchett bình luận, việc tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước được tổ chức ở Campuchia với trên 95% cử tri tham gia bỏ phiếu, rõ ràng là một thất bại đối với những kẻ nào, kể cả đa số các nước thành viên Liên Hợp Quốc, còn tiếp tục công nhận bọn tàn quân Khmer Đỏ là đại diện hợp pháp của Campuchia. Sau cuộc bầu cử, quốc hội mới được thành lập với nhiệm vụ bổ sung, sửa đổi và thông qua bản dự thảo hiến pháp hiện hành, đồng thời bầu ra một nội các và một hội đồng nhà nước mới. Trên cơ sở đó, nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia chính thức được thành lập với Heng Samrin làm chủ tịch nước, Hun Sen làm bộ trưởng ngoại giao. Chính quyền mới được một số nước xã hội chủ nghĩa công nhận. Riêng các nước phương Tây, Mỹ, Trung Quốc và khối ASEAN vẫn tiếp tục thừa nhận chính quyền Khmer Đỏ lưu vong của Pol Pot. Chuyên gia ở trong phạm vi 10 năm mà giúp được Campuchia từ dầu con số không mà lên đến có một cái bộ máy của nhà nước, của đảng, của chính phủ, của đoàn thể, tất cả hoàn chỉnh để mà quản lý đất nước mình, thì đấy là một tốc độ là thần kỳ. Để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng Campuchia xây dựng một đất nước độc lập và tự chủ, nhất thiết phải có một quân đội lớn mạnh đủ sức đương đầu với các thế lực thù địch, đặc biệt là nguy cơ trở lại của Khmer Đỏ. Trong suốt 10 năm, quân tình nguyện và các chuyên gia quân sự Việt Nam đã khổ công huấn luyện cùng chiến đấu bên cạnh quân đội bạn từ những ngày đầu tiên hình thành và phát triển. Theo phóng viên Jean-Pierre Galois, tháng 4 năm 1979, có 10 nhân viên quân sự Việt Nam cho mỗi một binh sĩ Campuchia. Đến đầu năm 1980, 3 sư đoàn mới của Campuchia được thành lập và đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng Campuchia. Đến năm 1983, quân đội Campuchia đã có thể tự đảm đương nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Phnom Penh và khu vực cảng Kompong Som. Năm 1984, đã có thể tự bảo vệ các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Kompong Cham, Kang Dan, v.v. Năm 1985, đã đảm nhận một phần tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Và đến tháng 1, 1989, quân tình nguyện và các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp Campuchia xây dựng được lực lượng vũ trang ba thước quân, gồm các sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn chủ lực, các đơn vị binh chủng với hơn 48.000 quân chủ lực, gần 81.000 quân địa phương và 42.000 nhân viên an ninh nội địa. Lực lượng Việt Nam rút ra khỏi khu vực nào thì các đơn vị Campuchia đã có thể tiếp quản và xử lý mối đe dọa từ các lực lượng thù địch và đã có thể tự lực bảo vệ an ninh cho toàn bộ đất nước Chùa Tháp. Năm 82-83 thì cũng đã hình thành những cái sứ đoàn chủ lực. Như vậy là trên mặt trận 479 đã hình thành 3 cái sứ đoàn chủ lực. Một là sứ đoàn 196 là do sứ đoàn tôi là giúp đỡ ở vùng Bạch Tam Băng. Hai là sứ đoàn 179 là ở khu vực là cửa khẩu Poy Pet, tỉnh Mân Tiên Mên Chay, là do sứ đoàn 5 của ta là giúp đỡ. Thứ ba là sứ đoàn 286 là đứng người dạy Prekia, là cũng do sứ đoàn 302 của chúng ta giúp đỡ. Và sau này thêm hai trung đoàn sứ đoàn nữa là sứ đoàn 4 và sứ đoàn 6 cùng với những cái tiểu đoàn xe tăng. Sau khi ta giải quyết như vậy rồi thì nó đặt ra cho ta một vấn đề. Tức là gì? Phải làm sao cho bạn mạnh lên để bạn là tự lực làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chứ ta không thể làm thay được bạn. Mà muốn như vậy thì phải giúp bạn. Giúp bạn để làm gì? Giúp bạn để bạn mạnh lên mà ta rút về. Chứ nếu bạn không mạnh lên được thì ta ở trên đất Campuchia bao nhiêu bao giờ? Sau sự hồi sinh phi thường, cuộc sống bình yên đã thật sự trở lại. Như nhà báo Wilfred Burchett mô tả, chợ búa mọc lên khắp nơi và tiền tệ được lưu hành rộng rãi. Ngành ngư nghiệp của một trong những vùng nước phong phú về cá nhất thế giới
đã được phục hồi. Và quan trọng hơn tất thảy, khắp mọi nơi đều thấy mẹ đang cho con bú. So với bất kỳ vùng đất nào tôi đã từng đi qua trong 40 năm làm báo của mình, mật độ nụ cười trên 1 km vuông ở Campuchia lớn hơn cả. Và sợi chỉ đỏ trong công cuộc hồi sinh kỳ diệu của đất nước Chùa Tháp chính là sự tin tưởng gắn bó giữa quân dân hai nước Việt Nam, Campuchia. Dân Campuchia rất tốt, rất yêu nước, rất yêu Việt Nam, nhất là đối với chiến sĩ quân giải phóng. Đấy. Vì họ thấy hành động chúng tôi giải phóng ra là họ bế con đến, rồi thì là đẻ cho họ, rồi thì phát cho một người đối chiếu, rồi bát đũa, rồi nồi niêu, rồi gạo, trở về địa phương, trở về nơi cũ á. Thì có cái hành động ngoại quốc, quân ngoại quốc mà có cái thằng nào hay tốt như quân đội Việt Nam. Từ một cái đất nước là vườn không nhà trống, dân một màu đen, không có một cái gì trong tay cả, mà cho đến chỗ là có trường học, có bệnh viện, rồi có một quân đội như vậy, phải nói là một cái kỳ công. Mà cũng không phải là một cách dễ dàng, mà đó là trả bằng xương máu của quân đội ta đó. Trải qua 10 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, chính quyền và nhân dân Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, bất chấp những đe dọa và toan tính của các cường quốc lớn, và bất chấp những lá phiếu được thanh toán bằng đô la để giữ chiếc ghế của Pol Pot tại Liên Hiệp Quốc. Nhân dân Campuchia đã nêu cho toàn thế giới một tấm gương kỳ lạ về khả năng và ý chí sinh tồn của cả một dân tộc trong những điều kiện tưởng như vô vọng nhất. Và trong sự hồi sinh nhiệm màu đó, nhân dân Campuchia đã mãi mãi khắc ghi tấm lòng giúp đỡ chân thành của người Việt Nam. Trong 10 năm, hình ảnh mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân Campuchia với quân tình nguyện Việt Nam, với chuyên gia Việt Nam tại các địa bàn, địa phương mà họ đứng chân là những kỷ niệm đẹp, mãi mãi không thể nào quên. Vì cấp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo bộ hiện nay là lực lượng trưởng thành từ ngày 7 tháng Giêng, đã vừa được học hỏi theo tấm gương anh dũng của quân đội Việt Nam, vừa được giúp đỡ đào tạo lại. Chính vì vậy mà các đồng chí này, lực lượng từ ngày 7 tháng Giêng, đã trở thành lực lượng nòng cốt của Campuchia hiện nay. Điều này có nghĩa rằng không thể tách rời những thành quả giúp đỡ kịp thời, đúng lúc và có hiệu quả của Việt Nam lúc đó cho Campuchia, để cách mạng Campuchia tồn tại bền vững và phát triển như ngày nay. Sự giúp đỡ đầy bản lĩnh của quân đội và nhân dân Việt Nam sau ngày 7 tháng Giêng năm 1979, đó là một sự giúp đỡ được kế thừa từ tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hai nước với truyền thống tốt đẹp ngay từ xưa, từ thời đánh Pháp, đánh Mỹ đến lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ để cứu giúp đất nước, cứu giúp dân tộc Campuchia. Đó là điều không thể phủ nhận được. Cho nên, không có cái gì khác là chúng tôi luôn nhớ ơn những người đã cứu lấy tính mạng nhân dân Campuchia để mà có được đất nước phát triển đến ngày hôm nay. Đến năm 1989, nền tảng của một cơ cấu xã hội mới đã được hình thành trên đất nước Campuchia với những con người tràn đầy niềm tin và khát vọng hòa bình. Một thập kỷ gian khổ hy sinh đi lên từ đống tro tàn đổ nát của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ trong sự bao vây và cô lập của thế giới đã tôi rèn bản lĩnh và sự trưởng thành nhanh chóng của chính quyền, quân đội và nhân dân Campuchia. Dù còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng họ đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự lực bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là lúc người Việt Nam hoàn thành sứ mệnh quốc tế trong sáng, vẻ vang của mình để trở về tổ quốc, xây dựng một đất nước Việt Nam
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đại. Và đất nước Campuchia cũng chính thức bước vào kỷ nguyên mới của quá trình hội nhập và phát triển. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Còn mãi với thời gian số 28 với chủ đề